Xin chào bà con, chào các bạn đã quay lại với kênh Chạy với Hồng Phước. Thì đây bà con xem, thì đây là cái vị trí quen thuộc không hả bà con? Để tôi quay sơ vòng cho bà con xem. Đó, thì nói sơ ha bà con, thì đây là cái mảnh đất mà tôi trồng khoai mì đợt trước đó bà con. Đó, thì có sự cố. Đó, thì khoai mì đợt trước lên rất là đều, rất là đẹp, bà con thấy không? Cái cây nè nó còn trơ trọi nhiều, để ra chỗ trống quay cho bà con xem. Đó, cái cây bây giờ nó rụi hết. Thì chỉ còn một số cây nó để lại thôi. Thì hôm trước á, tại vì tôi để cho nó hơi cao lên, đặng tôi lấy cây giống đó bà con, cho nó cao lên đặng tôi lấy cây giống tôi cầm thêm. Nhưng mà do đợt rồi mưa quá lớn, mà tôi mưa quá lớn thì không có đường, không có thoát được bà con. Tại vì cái mảnh đất kia tôi cuốc đợt trước á bà con, tôi có quay cho bà con xem á, tôi cuốc ở phía sau á thì cuốc lấp hết trơn rồi, thì không có chỗ để cái đường nước nó thoát ra được á, thì cái cây mì nó bị ngập nước như vậy là bà con. Thì nó đến bây giờ thì nó khô rồi nè, bà con nhìn cái vết tích mà cái nước ngập nó vẫn còn, bây giờ những cái kẽ này vẫn còn nước nè bà con. Đó, thì rất chi là đáng tiếc bà con. Cái vườn khoai mì tôi nói, tôi tính toán rồi, cái vườn khoai mì này nó đã lên được như vậy thì cái rau mà cái khoai mì mà cho dế tôi ăn thì nó rất là ổn rồi. Nhưng mà không ngờ gặp phải cái sự cố này, rất chi là tiếc. Thêm chuột nó phá rồi bà con, chuột nó ăn củ, bơ củ ngã nghiêng hết, đất nó mềm, giờ khoai mì xuống lá hết, giờ ngã nghiêng hết rồi. Mình tính sai một bước, cái gì lúc trước tôi cắt cho dế ăn là được rồi, ráng cố gắng giữ lại đặng tới mùa mưa đặng tôi lấy cây. Thì cũng như bà con cũng biết á, bà con mà theo dõi kênh nhiều á, kênh tôi thường xuyên á, thì tôi thường xuyên tôi phải đi xa công việc làm ăn mà bà con. Thì cái này thì tôi không có kiểm tra, giờ cả 2 tháng tôi mới về. Thì cái lượng khoai mì của tôi nó hao hụt rất là nhiều, chết hết khoảng 80% rồi bà con, rất là tiếc. Cây cối bây giờ còn những cái cây này thì tôi cắt đọt, tôi dưỡng nó lại cho nó lên nhánh mới đây nè bà con, rất chi là uổng, rất chi là tiếc. Đó, khoai mì ngã nghiêng nó bị mưa nó chết rất là nhiều. Giờ tiếc quá không biết sao. Đây là cái bờ đìa nó còn cao, cũng đỡ, nó còn sống, nhưng mà nó tuột lá, tiếc quá. Để tôi đi ra phía sau, cây này của bên đây ngã qua. Ngã nghiêng hết nè. Tôi dự kiến là tôi để cho cái phải cây này nó cao lên, đặng tôi lấy cái cây để tôi làm giống đó bà con. Đó, tôi cầm tiếp, nhưng mà quá thất bại, cây để cao quá, để tôi cắt tôi làm mớ giống, ổn quá. Thì để trồng lại cái này chắc phải. Tôi trồng ở nhiều nơi lắm, nhiều chỗ lắm rồi con. Cái này tôi để cây giống, tại mấy cây giống này nó tốt quá. Tôi tính để cây giống đặng tôi đem lên cái khu vườn mới của tôi đó, cái nơi mà tôi định chuyển về, chuyển đi đó. Thì tôi phải trồng cây khoai mì trước đó, thì cũng được lên hôm nay rất là đẹp rồi. Nhưng mà đổi lại, trái ngược lại thì cái khu này của tôi thì nó xào quá, ê nó chết hết rồi, tiếc quá trời tiếc. Công sức mình trồng, ngài chia sẻ cái này là cái buồn đó bà con, quá buồn.
tiếc mà không biết nói làm sao, vì điều kiện thời tiết chứ không phải, với lại mình cũng chủ quan quá. Mình năm ngoái thì nước nó rút rất là tốt đấy bà con, còn năm nay nguyên một cái bờ nó không có chỗ thoát, ngập quá chứ ngập chết hết nè. Nhưng cái này là chết tiêu hết, còn xanh nhưng mà nó khô hết à, những cái này khô hết rồi bà con, rất chi là tiếc. Cây hết biết một cây rồi. Vợ chồng tôi cực khổ trồng, dầm mưa dãi nắng trồng cũng có thu hoạch thôi bà con, cũng có chia sẻ cho bà con là cái cây mì tốt tôi thu hoạch được 4-5 đợt á, tôi cắt nhiều lắm, tôi cắt nhiều lắm, cắt nhiều đợt lắm rồi, bây giờ nó chết hết quá trời tiếc. Đây cũng chia sẻ cho bà con em, ví dụ như làm ăn mà trong chăn nuôi thì nó cũng có cái thuận lợi và cũng có cái khó khăn nhất định thôi bà con. Thì bà con thấy của tôi thì cố gắng mình khắc phục, để nói chung là không phải vì một cái khó khăn nào đó mà mình từ bỏ cái công việc và cái nhiệt huyết của mình. Thì nói chung tôi đây thì hư do nhiêu thì làm lại bấy nhiêu thôi bà con. Tôi dám đương đầu với cái khó khăn thử thách lắm, thì cũng mong rằng bà con mình cũng cố gắng mình vượt qua những cái khó khăn trong giai đoạn, đặc biệt là trong cái thời giai đoạn mà cái Covid-19 này bà con, thì nó rất chi là khó khăn. Thì cho bà con thì cũng mong bà con cùng đồng hành để mình vượt qua cái giai đoạn này, thì chúc bà con được có nhiều cái thành công sau này và nhiều cái thắng lợi không con. Thì chào bà con, buồn quá bà con ơi.